Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đã là ngày mùng 9 tháng Giêng âm lịch và theo quan niệm của người xưa thì mua vàng vào ngày vía thần tài, tức là ngày mai, ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch sẽ đem lại may mắn, tượng trưng và tài lộc xung quanh và quanh năm cho những người chủ nhân. Chính vì thế mà người ta thường đi mua vàng để đón vía thần tài, để cầu trong một năm tiền bạc rất là rủng rỉnh. Và dường như đã thành thông lệ, năm nào cũng thế, những hình ảnh dễ dàng bắt gặp vào ngày này đó là người người nhà nhà xếp hàng từ tờ mờ sáng tại các cửa hàng vàng và sẵn sàng chờ đợi trong nhiều giờ để có thể mua được cho mình một thỏi vàng, một miếng vàng hay là chỉ là một chỉ vàng. Vậy thì cần phải hiểu đúng như thế nào về ngày vía thần tài và trong ngày này thì cần phải mua vàng như thế nào để cả năm được may mắn, tài lộc hanh thông đây? Và trong tiểu mục chuyện tối nay, chúng tôi đã mời đến trường quay ngày hôm nay đó chính là tiến sĩ Nguyễn Ngọc Mai thuộc Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Và xin được cảm ơn chị đã cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Và trước tiên, trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay, kính mời chị cùng với toàn thể quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phần tổng hợp ngắn của phóng viên chương trình ngày hôm nay. Sáng sớm mà bây giờ mới mua được, cao hay không thì đầu năm mình cứ mua lấy may. Đây là ngày thần tài, đâm ra là mua vàng là rất là may mắn, cả năm tài lộc may mắn. Vâng, vừa rồi thì tiến sĩ Nguyễn Ngọc Mai cùng với quý vị khán giả cũng đã theo dõi những hình ảnh để chuẩn bị cho ngày mai, tức ngày 10 tháng Giêng. Và theo quan niệm khi mà chúng ta nhìn thấy cái ngày vía thần tài thì những hình ảnh vừa rồi đã phản ánh một phần nào? Và xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Ngọc Mai thì những hình ảnh vừa rồi thì chia sẻ những cái cảm xúc như thế nào đối với chị và bản thân chị cũng đã bao giờ mua vàng vào ngày vía thần tài chưa? Trước hết xin chào khán giả xem truyền hình. Với cái câu hỏi của bạn thì tôi có thể trả lời ngay rằng là bản thân tôi chưa bao giờ đi mua vàng vào ngày lễ vía thần tài. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nhìn cái hình ảnh mà những người dân đi chen chúc mua vàng vào những ngày thần tài này, tôi thực sự cảm thấy vẫn còn bất ổn. Bất ổn ở chỗ là dân mình vẫn còn quá là cảm tính, tâm lý đám đông, và đặc biệt là cái tâm lý trông chờ hãy còn quá sâu đậm với mỗi người dân Việt Nam. Vâng. Vậy thì là một ngày đặc biệt như thế thì chúng ta phải có cái nguồn gốc nào đó thì chúng ta mới tạo một cái tâm lý đám đông cũng như là tạo một cái phong trào để người dân cứ ngày 10 tháng Giêng là bắt đầu là ngày vía thần tài là xếp hàng xô đi mua đúng không? Vâng. Cái ngày vía thần tài này nó liên quan đến một cái phong tục, và cái phong tục này phải nói luôn đó là phong tục của người Trung Quốc, người Trung Hoa, đó là phong tục thờ cúng thần tài. Và thần tài của người Trung Hoa thì họ thờ cúng rất nhiều thần tài. Ví dụ như là có cả thần tài là Quan Thánh Đế Quân, tức là rồi thần tài là Triệu Công Minh, rồi thần tài Phạm Lãi, vân vân. Có rất nhiều thần tài, gồm cả thiên thần tài, nhiều thứ lắm. Và mỗi một thần tài này họ đều có những ngày vía, ngày kỵ, tức là cái ngày mất của những cái vị thần đó. Và người Trung Hoa, đặc biệt là chúng ta biết rằng cái văn hóa của người Trung Hoa là người ta kinh doanh thương mại rất là nhiều. Cho nên khi người ta thờ các cái vị thần tài này là đề cao cái tinh thần trung nghĩa. Ví dụ như thờ Quan Thánh Đế Quân ấy, là đề cao cái tinh thần trung nghĩa, lễ tín của những cái nhân vật anh hùng lịch sử của dân tộc họ. Và khi họ thờ các cái nhân vật này nhằm mục đích để biểu dương các đặc tính đó, và thông qua đó muốn truyền đạt đến các cái thế hệ sau, những cái người thương nhân tham gia cái hoạt động làm ăn thương mại là phải nêu cao cái tinh thần trung tín đó để mà duy trì một cái nền thương mại có văn hóa. Và dường như là cái tâm lý của người dân Việt Nam hiện tại cũng đang có xu hướng, vì cũng rất nhiều người đã làm kinh doanh chẳng hạn. Nhưng mà rõ ràng là việc mà tin vào cái việc mà phải xếp hàng chờ đợi thậm chí là nhiều giờ đồng hồ, thậm chí là nửa ngày một để sở hữu cho mình dù là một chỉ vàng nhỏ nhoi thôi cũng khiến cho họ cảm thấy may mắn và sẽ mang cái tài lộc theo họ cả một năm. Vậy thì quan điểm của bà nghĩ sao về điều này? Như tôi đã nói là cái thờ thần tài của người Trung Hoa là chủ yếu là để học cái tính trung tín của những anh hùng dân tộc của họ. Thế nhưng mà khi người Việt Nam ta du nhập cái phong tục này vào Việt Nam thì gần như chúng ta bỏ đi cái gốc và cái bản chất của vấn đề, mà chúng ta chỉ
chỉ nhìn thấy cái việc bên ngoài, rất bên ngoài rằng là các cái vị thần này sẽ phù trợ. Bản thân người Hoa khi họ thờ các cái vị thần này, họ có riêng những ngày lễ hội. Ví dụ như chúng ta có thể vào cái quận 5 trong thành phố Hồ Chí Minh, họ cũng có rất nhiều những cái miếu, hoặc là cái miếu ta gọi là cái miếu, hoặc là những cái chùa, ví dụ chùa Ông Bổn chẳng hạn, là thờ các cái vị thần tài, và họ có những cái ngày lễ hội đó. Họ cũng cúng, họ cũng thắp hương, họ cũng làm lễ để biểu dương cái khí tiết của cái vị thần mà họ được thờ, và họ nêu cao cái khí tiết đó để mà mong muốn rằng những cái thế hệ sau sẽ học hỏi cái đức tin đó. Nhưng khi người Việt Nam chúng ta du nhập cái tín ngưỡng đó vào, đặc biệt là người Việt phía Bắc chúng ta thì lại không để ý đến cái khía cạnh học theo cái đức tính đó để làm ăn thương mại, mà lại chỉ trông chờ một cái tâm lý đó là mua vàng, hoặc là trông chờ là cái vị thần đó phù hộ. Thế thì cái ngày vía thần tài nó liên quan rất nhiều, rất nhiều đến ngày vía. Tuy nhiên thì người ta cũng có quy định, ví dụ như là mùng 10 tháng Giêng, mùng 10 tháng 2, mùng 10 tháng 3 là đều là những cái ngày vía thần tài. Nhưng mà cái ngày mùng 10 tháng Giêng là cái ngày khởi đầu của một năm mới, cho nên cái ngày ấy thì bao giờ cái lễ vía thần tài nó cũng lớn hơn. Nó khởi đầu cho một năm. Vì thế cho nên là người ta mong muốn cho cái ngày ấy người ta thắp hương, cúng lễ các cái vị thần đó, để vừa là để tưởng nhớ, nêu cái khí tiết của những người đó, và đồng thời là cũng có một cái niềm tin tôn giáo rằng là các cái vị thần đó sẽ phù trợ cho cái năm đó làm ăn may mắn và buôn bán phát tài. Thì xuất phát từ cái khía cạnh đó thì người Việt chúng ta đã du nhập cái tín ngưỡng thờ cúng thần tài vào. Thế nhưng mà khi du nhập vào thì chúng ta quên đi mất cái bản chất của vấn đề, quên đi mất cái cội nguồn, ý nghĩa và đạo lý đó, mà chúng ta chỉ tập trung vào một cái khía cạnh bề nổi, đó là cúng lễ để được phù trợ. Và rồi thì nảy ra một cái tâm lý là cái ngày mùng 10 tháng Giêng là đua nhau đi mua vàng về để tích cóp trong nhà, với một cái tâm lý là có vàng trong nhà thì năm ấy mình sẽ hanh thông. Tôi cho rằng đây là một cái tâm lý cần phải được thay đổi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nếu chúng ta không làm, chúng ta không chịu thương chịu khó, chúng ta không tích cực, chúng ta hoạt động, hay là chúng ta làm việc chăm chỉ mà chúng ta cứ trông chờ là có một cái vị thần nào đó phù trợ, thì chúng tôi cho rằng là nếu mà không làm việc thì có đến hàng trăm thần tài trong nhà vẫn cứ nghèo như thường. Vâng, rõ ràng nếu mà bắt nguồn từ Trung Quốc thì cũng có những một số các cái lưu ý khi mà mua vàng để chúng ta có thể có được sự hanh thông may mắn trong cả năm. Vậy thì không biết là tiến sĩ Nguyễn Ngọc Mai có thể chia sẻ một chút về cái sự lưu ý khi mà chúng ta mua vàng để có được cái sự may mắn hay không ạ? Tôi đã nói là cái việc mua vàng này cũng là một cái hệ phái sinh, một cái tâm lý phái sinh trong cái tâm lý tin thờ thần tài. Thế thì không ai có thể khẳng định được rằng là cứ mua vàng vào cái ngày ấy là mình sẽ giàu có, mình sẽ hanh thông cả. Bởi vì thực ra cái việc giàu có hay hanh thông hay may mắn cho cuộc đời mỗi con người là tùy thuộc rất nhiều vào cái môi trường sống, tùy thuộc vào cái tài năng, cái trí tuệ của những người đó. Và cái may mắn nó cũng giống như một cái cơ hội đến với con người. Khi mà ta không đủ cái nhận thức, ta không đủ cái trí tuệ để nắm mắt lấy cái thời cơ đó, thì cái thời cơ đó cũng đi qua chúng ta là chuyện bình thường. Cái đó nó phụ thuộc vào tài năng và nhận thức của mỗi người, chứ tôi cho rằng là nó không phải phụ thuộc vào cái việc là hôm đó mua được một chút vàng mang về nhà. Và đặc biệt là tôi cho rằng là với những người làm ăn kinh doanh, họ lại không bao giờ đi mua vàng vào cái ngày đó cả. Bởi vì nếu mà tập trung mua vào những cái ngày ấy thì giá vàng nó rất là cao, và theo một cái tâm lý thông thường là người ta mua hàng, người ta chỉ mua vào những ngày mà giá thấp, chứ không ai đi mua vào những ngày giá cao. Và chúng ta vô hình dung bằng một cái cảm tính như thế, chúng ta đã, những người có khi là chưa giàu hoặc là những người nghèo có khi lại bỏ tiền ra mua vàng giúp cho những người giàu lại giàu thêm. Thì tôi cho rằng đây là một cái tâm lý chúng ta cần phải thay đổi. Và rõ ràng là trong những ngày mà dịch virus corona thì đang diễn tiến hết sức phức tạp ở trong cộng đồng như thế này, thì cái việc mà xếp hàng dài như thế thì chúng ta cũng thấy là những cái nguy cơ phát tán các cái dịch bệnh, phải không thưa tiến sĩ ạ? Vâng, tôi thấy rằng là như lúc nãy tôi đã nói là người Việt chúng ta sống quá là cảm tính, nhất là trong một cái bối cảnh mà chúng ta thấy mạng xã hội, những cái thông tin truyền thông đều đang đưa rằng cái dịch cúm corona đang phát triển rất là mạnh mẽ. Tất nhiên là ở Việt Nam chúng ta chưa có nhiều, thế nhưng mà đây là một cái nguyên nhân, một cái nguyên cơ và có thể lây lan. Thế thì trong một cái tâm lý như thế, đáng lẽ là chúng ta phải tránh những cái nơi đông người, thì người Việt Nam chúng ta vẫn bất chấp cái tính mạng của mình để đến để mua đến một chút vàng. Và tôi cho rằng đó là một cái tâm lý, thứ nhất là không tôn trọng và không quý trọng chính bản thân mình đã. Cái thứ hai là coi thường dịch bệnh và coi thường ngay cả sinh mạng sống của mình, cũng như coi thường cái đồng loại của mình.
và chỉ để phục vụ cho một thói quen an tâm về mặt tâm lý. Và tôi cho rằng là khi ta thay đổi được cái nhận thức này thì để là trấn an về mặt tâm lý hay để giải quyết về mặt tâm lý, ta có rất nhiều cách chứ không phải cứ ngày đó mà đến cái nơi đó để mua vàng. Vâng, vậy thì với những cái lời khuyên như thế nào cho những người mà cứ sẵn sàng cái tâm lý là cứ ngày mùng 10 tháng giêng, ngày vía thần tài là phải đổ xô đi, là phải chuẩn bị từ sáng sớm cho đến thậm chí là rất nhiều cái phương tiện vật lực để có thể là mua cho mình chỉ một chút vàng thôi, có lời khuyên nào hay không? Tôi thì tôi cho rằng là tôi cũng ở đây không phải nói là lời khuyên, nhưng mà cá nhân tôi thì tôi cảm thấy như thế này, chúng ta nên nên tin vào năng lực của mình, nên trang bị cho mình các cái kỹ năng sống tốt hơn, và nên tôn trọng cái môi trường sống của mình, làm sao cho cái môi trường sống của mình trở nên thực sự trong sạch, lành mạnh, để chúng ta sống trong cái môi trường đó, chúng ta yên tâm trong cái môi trường sống của mình. Thứ hai, còn những người mà về mặt tâm lý mà cảm thấy không yên tâm cái việc mà ngày ấy mình không đi mua một chút tiền, một chút vàng, thì tôi nghĩ rằng là có rất nhiều những cái đồng tiền may mắn. Có rất nhiều những cái đồng tiền may mắn, ví dụ như tờ 2 đô, ví dụ như tờ kíp của Đức, rồi đồng tiền xu của Singapore. Đó là những, có rất nhiều những cái đồng xu này chúng ta có thể mua bất kỳ lúc nào mà chúng ta có thể để trong ví của mình để an tâm về mặt tâm lý. Tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta để chỉ để giải quyết về mặt tâm lý thì chúng ta có rất nhiều cách. Vâng. Chứ không có phải ngày ấy là tuốn đến những cửa hàng vàng chen chúc nhau, dẫm đạp lên nhau. Thậm chí là có những cái năm mà tôi chứng kiến là còn nó gây ra những cuộc cãi lộn và ách tắc giao thông. Và đây chính là những cái mà nguồn cơn dẫn đến rất nhiều các cái hành vi thiếu văn hóa, phản văn hóa, và đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay là rất dễ lây lan các cái bệnh truyền nhiễm. Vâng, rõ ràng là tôi cũng cảm nhận thấy là mình phải tin vào năng lực của mình, phải cố gắng, phải chăm chỉ thì thần tài cũng sẽ soi sáng cho chúng ta, một vị thần linh nào đấy cũng sẽ nhìn được sự nỗ lực của chúng ta mà đền đáp chúng ta một cách xứng đáng. Nhưng quan trọng hơn hết là chúng ta hãy cư xử một cách rất là văn minh, tìm hiểu rõ về cái những tín ngưỡng và chúng ta có nên thực hiện theo như thế hay không, chứ đừng có tâm tí lắm đám đông quá hoặc là xảy ra những cái việc mà chúng ta ngoài mong muốn, nhất là trong dịp mà đầu xuân năm mới như thế này. Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Ngọc Mai, Viện Nghiên cứu Tôn giáo cũng đã cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Dạ. Xin được chúc chị thật nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa trong cuộc sống. Dạ. Một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi quý vị và các bạn trong chuyện tối nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.